Đây là món cơm thập cẩm của Nhật mình vừa học được. Chả là hôm ấy xem một bộ phim nấu món này ngon quá nên phải mày mò nấu cho bằng được để trổ tài với chồng, chứng minh là vừa Việt vẫn nấu được món Nhật. Nào cùng vào bếp với mình nhé. Cơm thập cẩm thì đầu tiên không thiếu là gạo rồi. Gạo thì các bạn sẽ ngâm với nước ấm tầm 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Đấy, tiếp theo là thịt. Thịt gì cũng được, cá, gà, bò đều ok. Hôm nay thì mình sử dụng 2 lạt cá mập. Các bạn không nghe lầm đâu, đây là cá mập. Nhưng mà nó rẻ thôi, không đắt tí nào. Sau đó thì mình nêm nếm với một ít xì dầu này, rồi rượu sake để khử mùi tanh của cá. Bạn nào muốn ăn đấm thì mình bỏ nhiều xì dầu cũng được, tùy theo khẩu vị của các bạn. Sau đấy thì mình sẽ bỏ măng, rồi là bỏ nấm. Rau củ quả gì cũng được, miễn sao cái rau củ quả các bạn bỏ vào ấy nó lâu chín thì hợp lý hơn, vì cái món này mình nấu tầm 1 tiếng đồng hồ luôn, nên rau củ quả mà nhanh chín quá thì nó không bị ngon ấy. Cuối cùng để tạo cho mùi thơm hấp dẫn của món này là đặt tỏi phi. Tỏi phi không thể thiếu được. Bây giờ thì mình đi nấu thôi. Cái nồi của nhà mình nấu tầm 1 tiếng đấy, 53 phút. Đây, 53 phút. Lúc còn 6 phút nữa là cái nồi cơm mình chín. Thì mình sẽ bỏ giá và cà rốt vào. Cái khâu này này, bạn nào muốn ăn rau củ nào cái rau củ nhanh chín ấy thì mình bỏ vào cuối cùng. Mình có một chút thì nó giữ được cái độ tươi, độ giòn của rau và giữ được cái nhiều chất vitamin. Đấy. Tan ta da. Món thập cẩm đã xong rồi. Bạn nào mà không muốn cá bị nát thì gấp cá ra trước rồi mình sới cơm. Mình thì để nguyên và mình sới luôn. Đấy, món ăn đã xong. Bây giờ chỉ đợi chồng về và đánh giá thôi. May quá món này chồng mình không chê. Cũng đã thành công một phần nào. Bye bye các bạn nhé.